dày hay bánh dày. Tiếp tục với series mang cục xà phòng đi nướng. Theo như yêu cầu của mọi người thì mình sẽ thử ăn bánh dày của Nhật Bản theo kiểu bánh dày của Việt Nam mình. Để mua bánh dày của mình nó hơi bị khó luôn á. Phải lên GoFood để tìm kiếm mới có. Nhờ vậy mới biết công ty mẹ của Gojek lên sàn chạm cột mốc lớn nên có nhiều ưu đãi. Mình chỉ cần mua hóa đơn trên 50k là được giảm 60k. Nếu mà mình mua đơn hàng 55k vậy anh GoFood có thối lại cho mình 5k không ta? Và để ăn với bánh dày mình sẽ ăn với chả lụa. Bánh dày của mình á thì chỉ cần cắt chả lụa bỏ vô trong là ăn thôi, nhưng với bánh dày của Nhật thì mình lại tiếp tục phải đem đi nướng hoặc là chiên áp chảo. Nhưng mà với công đoạn hả, mang bánh dày đi chiên áp chảo sau đó ngồi nhìn nó từ từ nó phồng lên, nó nở ra, mình rất là thích nha. Sau tầm 3 đến 4 phút áp chảo hai mặt bánh dày của Nhật Bản thì bây giờ mình có thể bắt đầu kẹp chả vô và ăn được rồi đó. Nhưng kẹp bên trong thì hôm nay mình chọn là chả chiên gân. Nếu ăn không á thì nó sẽ rất là nhạt nên mình sẽ ăn kèm với lại muối tiêu nha. Bánh dày của mình đã lâu không sao chứ bánh dày của Nhật có sau khi nướng xong mà không ăn liền là nó sẽ bị cứng lại. Riêng về bánh dày Nhật Bản thôi mà mọi người chỉ cho mình rất là nhiều công thức ăn khác nhau và lần sau sẽ thử tiếp. Bình thường là mình sẽ ăn bánh dày vào dịp Tết Nguyên Đán hoặc là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Bánh được làm từ gạo nếp dẻ cho thiệt là nhuyễn nên khi ăn ngoài miệng ra còn dẻo dẻo và dai dai nữa. Chả lụa mà ngon sẽ làm cho món bánh này ngon hơn nữa. Nếu nói về độ dẻo dẻo dai dai thì bánh dày của mình sẽ nhỉnh hơn. Còn với bánh dày Nhật Bản thì khi nướng lên nó vỏ bên ngoài nó giòn giòn, bên trong nó dẻo dẻo. Khi nhai nó lạ miệng, chứ vị của cả hai đều tựa tựa giống như nhau. Nếu mà lỡ thèm mọi người nhớ lên GoFood đặt nhé và đừng quên nhập mã.